Quyết định tạm ngưng xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân không lắp camera giám sát trên xe khách, xe tải theo quy định. Theo đúng quy định thì việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân tổ chức không lắp camera theo quy định đã phải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi. Một trong những lý do đó là dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 5. Thủ tướng Nhật Bản Suga hôm qua thông báo quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo. Quyết định được đưa ra khi mà chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Olympic Tokyo sẽ khai mạc. Đây là lần thứ tư Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19 ở Tokyo. Việc áp dụng tình trạng số lượng khán giả tối đa được phép dự các sự kiện thể thao
quy mô lớn sẽ giảm còn 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, nhưng không vượt quá 5.000 người. Tình trạng khẩn cấp lần này dự kiến sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian diễn ra Olympic Tokyo và kéo dài tới ngày 22 tháng 8. Bang New South Wales của Australia đã ghi nhận 38 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Số ca nhiễm mới tại bang này gia tăng chỉ 2 tuần sau khi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết trong việc ngăn chặn dịch bệnh, cảnh sát tại đây sẽ tăng cường tuần tra nhằm đảm bảo việc thực thi lệnh phong tỏa. Khoảng 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19.